Cập nhật 5.5 của game Anime Defender đã gần như thay đổi toàn bộ lối chơi của người chơi free-to-play lẫn người chơi pay-to-win, biến một con game cày cuốc cực khổ trở thành một con game trải nghiệm cực kỳ thú vị. Tại sao Bùm lại nói như vậy ư? Thứ nhất, tốc độ chơi ở tất cả các thể loại mod trong con game này đã trở nên rất tuyệt vời, khi người chơi free-to-play có thể x2 tốc độ, còn người chơi pay-to-win có thể x3 tốc độ. Từ giờ trở đi, việc cày luyện khó khăn lúc trước sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Điều thứ hai, việc sở hữu những con series trong banner mới đã trở nên cực kỳ đơn giản khi chúng ta có thể đổi gem qua token một cách rất đơn giản, mỗi ngày lên đến 20.000 token. Chưa dừng lại ở đó, thậm chí là series bây giờ còn có luôn party. Thêm một game pass mới nữa là chúng ta có thể quay một lúc 50 unit trong thời gian cực kỳ nhanh. Đương nhiên là cũng còn rất nhiều điều thú vị nữa trong cập nhật mới này. Vì vậy, hành trình free to play của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Trải nghiệm game bây giờ đã tốt hơn rất nhiều lần. Còn chính xác trải nghiệm đó tuyệt vời như thế nào thì mời bạn cùng xem video này nhé. Mời bạn đến với 1 tỷ ngày free to play Anime Defender phần 11. Back to School, tạp hóa bên Bùm đang có chương trình ưu đãi đặc biệt. Thứ nhất, khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Số dư khuyến mãi để dùng trong ưu đãi độc quyền. Thứ hai, flash sale vào các khung giờ 12 giờ, 15 giờ và 20 giờ các ngày từ 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Mọi chi tiết các bạn vui lòng xem tại phần game bình luận nhé. Mừng cho các bạn trở lại với kênh Bùm Robloss nha. Ok các bạn, mở đầu video thì đương nhiên là chúng ta sẽ trả cái phần giveaway trong cái video trước mà Bùm có nói với các bạn ha. Bùm sẽ để lên cái màn hình việc Bùm quay random ngẫu nhiên cái bình luận của các bạn và Bùm sẽ gửi tặng đến bạn 200.000 gem. Thì các bạn vui lòng là xác nhận kết bạn với lại cái nick Bùm não to 01. Nó không phải là cái tên ở trên này đâu nghe các bạn, nó là tên Roblox của Bùm đấy. Thì tên là Bùm não to 01. Bùm xin nhắc lại, thì sau khi các bạn xác nhận kết bạn thì Bùm sẽ lựa một cái thời gian nào đó cả bạn và Bùm online thì Bùm sẽ gửi tặng đến các bạn ha. Còn cái giveaway trước đó đến từ cái con Legend Captain với lại cái Jacksonic này đấy, thì Bùm cũng đã cố gắng liên hệ với cái bạn trước đó đã kết bạn với bạn rồi, nhưng mà chat nhắn tin thì chưa thấy bạn ấy trả lời, cho nên là chắc là Bùm sẽ lựa chọn một khoảng thời gian nào đó để mà giveaway cho các bạn rồi hả, cho các bạn thấy cái thông tin chính xác là Bùm giveaway như thế nào để mà đảm bảo là công bằng ha. Rồi thì đó là những cái phần giveaway, thì đương nhiên là trong video này cũng vậy thôi mọi người. Nếu mà các bạn có cho Bùm 2.000 cái lượt like, Bùm sẽ giveaway cho các bạn 200.000 gem, 3.000 like là 300.000 gem và trên 4.000 like là sẽ 400.000 gem. Và các bạn nên nhớ rằng giá gem bây giờ đang cực kỳ tốt, gem đang được sử dụng quá hiệu quả trong cái việc là đổi qua các cái token để mà có thể sở hữu những con mythic hoặc là sở hữu những cái con series ở trong cái banner mới. Cho nên là cố gắng giúp Bùm đi like, đăng ký kênh rồi sau đó hả, cho Bùm thật nhiều cái động lực để mà Bùm vừa ra video nhanh vừa có thể giveaway cho các bạn một cách nhanh chóng là gọn gàng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với video lần này, thì chúng ta sẽ thay đổi một xíu trong cái chuỗi series này. Và đầu tiên đó chính là cái việc rất nhiều bạn phản ánh và Bùm cũng lắng nghe các bạn, cũng giống như là Anime Defender đã lắng nghe các bạn. Đầu tiên là cái việc sở hữu 4 cái con ặc và dùng 4 con ặc đó đi tất cả các thể loại map, nó đôi lúc nó sẽ không phù hợp với số đông. Cho nên là video lần này Bùm thay vì sử dụng 4 con ặc thì chỉ sử dụng cái con ặc Bùm free to play này để mà trải nghiệm game mà thôi. Tuy nhiên thì về cái phần nguyên liệu và phần trước đó đó thì Bùm cũng không thể nào mà gọi là bỏ qua được các bạn. Tự nhiên bỏ mất như vậy nó cũng rất là phí mọi người. Cho nên là Bùm sẽ chuyển tất cả những cái nguyên liệu, tất cả những cái thứ ở bên những con ặc phụ qua bên cái con ặc này. Rồi giao dịch đầu tiên chúng ta đã có ở cái nick Bùm 02 ở đây là 603 cái Reroll S, 64 cái Froglin và một số những cái nguyên liệu khác ha. Rồi Bùm sẽ chay luôn. Và tuần tự như vậy chúng ta cứ lấy hết tất cả những con ặc bên kia nha mọi người. Tiếp theo là Bùm 03 với 449 cái Charistol, 615 cái Froglin và một vài cái nguyên liệu khác. Cuối cùng là con ặc Bùm 04 với 351 cái Charistol, 34 cái Froglin và một số nguyên liệu khác. Bạn sẽ hỏi là ủa Bùm 02, 03, 04 này là ở đâu ra? Thì thật ra là cái lý nghĩa với trọng võ nó là cái tên hiển thị thôi, còn cái tên ở trong game nó là Bùm 04 nè. Như các bạn thấy là cái bạn này là bạn lý nghĩa đấy. Thì Bùm hy vọng rằng là với cái số lượng nguyên liệu này của mình, đặc biệt nhất là cái Charistol đó, cái Redonator các bạn, thì Bùm đã có được 1991, gần 2000
ngàn ha, và cái frosting ở đây nó cũng được 200 mấy 300. Kỳ vọng rằng với những nguyên liệu này chúng ta sẽ có được rất là nhiều cái trải nghiệm, có rất là nhiều những cái chay tốt để mà tập trung tuyệt đối vào đây. Thì hiện tại Bùm đang ở bên Trading Plaza và cũng đang muốn làm một cái công việc, đó chính là kiếm cho mình một cái X3 về cái game pass đó mọi người. Bởi vì cái game pass X3 đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ trong con game này, rõ ràng luôn đúng không mọi người. Chơi mà nhanh hơn gấp 3 lần thì đương nhiên là luyện lẹ hơn những cái X2 rồi, mà chúng ta có Rironet lên tới hả gần 2000. Mấy cái xích đồ này kia các kiểu đó, biết đâu được, không biết đâu chừng nghe rồi hả kiếm được cái game pass X3 nó là gọi là nhẹ luôn, chơi đã mừng luôn. Sẵn đang trong Trading Plaza thì Bùm cũng muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề series mới ha. Những cái con Poseidon series mới này giá của nó không đến cái con số này đâu mọi người, bởi vì các bạn cũng biết rồi, game bây giờ nó đã có thể chuyển đổi qua token được rồi, và đâu đó 1 triệu mấy game là các bạn có thể tự mình quay ra một cái con Poseidon này được rồi. 1 triệu mấy game thì bây giờ nếu mà các bạn xuống cái phần kim bình luận giá nó rẻ như cho luôn. Trời ơi, 3 ngày mỗi ngày các bạn gọi là đổi ra 20.000 cái token đúng không, thì coi như là 3 ngày là đủ 6.000 đủ party luôn, bú liền dở vậy gọi nè. Bỏ 2 triệu game ra mua con Beacon này làm gì, làm quái quỷ gì. Giờ người ta chơi xe gạch mới, người ta lấy game đó người ta đủ qua token, không ai làm trò đó chứ nó. Ok mọi người, chúng ta đang có một cái trade đầu tiên của bạn này, thì không biết là gì 3x game pass Bùm ẹt trước ở đâu đó là 1.500 đi, coi bạn này chịu không nha. Bùm thấy là cái giá nó thường là nó nằm ở cái mức này đó mọi người, hoặc là cũng có thể hơn. Wow, bạn này đòi offer 2.500 lần các bạn, 1.990 còn không chịu nữa thì chắc là Bùm phải thêm cái xích cho các bạn này thôi, chứ bây giờ nếu mà muốn kiếm thêm cũng không có cách nào kiếm thêm nữa mọi người. Rồi không được rồi mọi người. Ôi bạn ơi, Bùm cảm ơn bạn rất là nhiều nha, nhưng mà Bùm không có nhận giveaway nữa mọi người ơi. Cái chuỗi series này của Bùm sẽ ngưng nhận giveaway nha các bạn, ngưng nhận giveaway trên tất cả các thể loại luôn nha mọi người. Bởi vì đã có cái trường hợp là những người khác họ phát Bùm đấy, rồi họ vào trong đây họ làm những cái chuyện nó không được hay á, cho nên là từ bây giờ là cái series free to play này của Bùm nó sẽ không nhận bất cứ một cái giveaway nào nha mọi người. Mà kể ra cũng lạ nha mọi người, nếu các bạn vào shop các bạn sẽ thấy cái game pass VIP đó nó nằm đâu đó là 299 Robux và đang được giao dịch ở khu vực Trading Plaza. Nãy Bùm có thấy là 499.000 gem với những cái người bán giá rẻ nhất đấy. Còn cái game pass về cái gọi là X3 cái tốc độ này nó chỉ là 799 Robux, nó chưa bằng 3 phần cái game pass này nữa. Nhưng 1.900 cái chat crystal mà không chịu chay luôn các bạn, có lẽ là nó hơi bị ngáo rồi các bạn. Những cái ông mà sở hữu cái game pass nó hơi bị ngáo giá rồi. Thôi thì giờ chúng ta cứ qua bên thế giới thứ hai này và trải nghiệm game tiếp mọi người. Cái đi quên đổ unit cái các bạn ơi. Đổ unit thì bây giờ gì nè, liệu rằng cái con Grand Ether Knight này nó là một cái con gì, unit quốc dân, một cái con hybrid vừa đam cao vừa dễ tiền, thì nó có thể giúp cho Bùm đi được những cái challenge bên này hay không? Tại vì challenge nó đã là khó nhất mình thế giới thứ hai rồi, đúng không? Đúng gì nữa. Mà nếu mà Bùm có thể làm được chuyện này thì các bạn sẽ thấy được cái sự hay ho, cái sự dễ chịu của cái cập nhật này. Rồi, không có nói vậy cho nó X2 lên 2X tốc độ lên. Tốc độ cho anh. Rồi nè, farm tiền nhẹ cái đi rồi tính gì tính. Ê, máu cũng hơi nhiều nha, máu mấy quỷ yêu này cũng hơi nhiều đó mọi người. Ê, máu quỷ yêu này nhiều nha. Thôi lỡ sai. Quánh anh trai. Có vẻ ổn, có vẻ được. Thấy chưa mọi người? Thấy xe gịch quốc dân của mình không? Grand Ether Knight giá rẻ như cho. Không tin các bạn xuống ghi bình luận đi các bạn thấy. Rẻ như cho rồi. Xây tiếp luôn. Nó xây mát được 5 con đúng không? Thì nó tổng cộng nó chỉ có 2.500 mà thôi. Mà bây giờ là hybrid như thế nào rồi các bạn? Hybrid bây giờ là quánh tất cả các thể loại luôn. Không có cần biết mày là cái gì. Mày trên trời tao đánh mày trên trời. Mày quái bình thường tao đánh mày quái bình thường. Còn mày hả? Rau gì đó, unit gì bo râu gì đó, unit nè mấy con bò này nè, mấy con quỷ bò này nè, trên đầu có núi non đồ này kia kiểu tóc giả vô mặt mày luôn. Mày bơi vô đây trời đơn con nhà bà giáng bây giờ là coi như là cái gì, cái con này nè legend captain almighty nè, giờ là dục xó rồi các bạn. Tại sao dục xó? Là bởi vì đơn giản là bây giờ nó chỉ đánh được những con quái bình thường như quái bay, không có được quái rau. Nó không thể đảm bảo được một điều là cơ động dễ chơi bằng friend ý sờ cỡ này được nha. Nhưng mà nói hả cũng phải xây nó lên các bạn ơi, xây nó lên để nó búp thêm 2% đam cho con này nữa nè. Quay chính tới nhờ vậy được rồi, không có yêu cầu mấy cái chuyện mà gọi là úp farm tiền dữ quá không được. Grand
ý thờ cờ nai này không có cần up quá nhiều, up tới hả đâu đó nhẹ 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 là đi map được rồi, đi map ổn con nhà bà định rồi. Nó chỉ có một cái điểm yếu nhỏ xíu của nó là đánh đơn đòn đánh, nó không có đa đòn đánh ở tất cả các cái level của nó. Nhưng không sao, những cái vấn đề liên quan tới giáp này đó nó vẫn có thể được giải quyết bằng cách các bạn xây 5 con. Bây giờ tao xây 1 con tao chơi cũng được thì tao xây 5 con, mày thấy được không? Chả không được, gì cũng được. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta cũng lại được trải nghiệm thêm cái nữa đó là challenge enemy đến boss rồi. Ai ok chưa các bạn? Ê, tính ra mà cái game này nó cập nhật cái X2 như vậy nó đã thiệt mọi người. Mọi người có thấy đã không? Chứ bùm là bùm thấy đã dữ trời lắm chứ không phải đã bình thường đó. Quay đi quay lại xàm cứt hồi gái quay 13 luôn. Muốn ngon chứ bộ chứ không phải giỡn đâu nghe. Ôi ôi cầm Randy thơ cơ nai coi kìa các bạn. Bùm mà thắng cái này bùm xin khuyên các bạn hả? Đặt cái lời khuyên cho các bạn ngay lập tức luôn. Hai, bỏ hết đi, không có cần le trành cấp thành gì chi cho nó dữ dội đâu. Thôi Sun Yung-woo bây giờ là đẩy xã hội rồi. Bây giờ hả, Ren Ether Cờ Nai mới là một cái con unit giúp cho các bạn làm được tất cả mọi thứ. Xây xuống 500 tiền đép đầu dé dè dè đam lúc mà up lên 10, đừng up lên 12, up lên 10 là gì? 29.000, gần 29.000, up vô một cái thêm 9.000 mấy nữa. Xác, nó là đơn con nhà bà giảng, không có gì cho nè. Ê, lỡ up lên 11, thấy không? Xàm vậy đó. Không sao, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ thử coi coi việc cái con Ren Ether Cờ Nai này nè. Coi coi nó có thể nó đạp được những cái con boss ở trong cái này hay không thôi nha. Con boss cuối cùng đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày bơi ra đây boss cuối cùng. Ơ? Ủa? Vậy đó ha. À vậy tính ra là cái thằng 600 mấy chục ngàn máu này là mạnh nhất rồi đó ha. À vậy á ha, vậy á ha. Rồi mày làm sao? Ôi ôi, 600 mấy chục ngàn máu, sổ quá, mạnh quá. Ôi trời ơi, đẻ ra nữa. Ôi trời ơi, đẻ ra nữa. Mày tàu giả vô cái mặt mày. Đây đây nè nè, cái thằng bò bốn chân bơi lẹ. Bơi lẹ. À 300 mấy chục ngàn máu hai con. Ghê quá. Sợ hãi quá cơ. Trời này nè. Tàu úp này lên nữa nè. Nè, nó giả vô cái mỏ ác nó. Giả vô cái mỏ ác nó đơn giản. Quá dễ luôn mọi người. Cấp nhất lần này dễ. Dễ với lại là bùm kỹ năng nó phải khác. 60.000 token liền. Ủa 60 token 73. Thừa thắng xong lên cho bùm. Bây giờ là không cần biết nó là cái map quỷ yêu gì hết trơn, cứ nhảy vô chơi che lành cho bùm. Giờ là cái thiếu ở đây nó không còn là cái thiếu token nữa, thiếu giờ thiếu nguyên liệu. Ok cho nên là cứ khởi canh tiếng là đi che lành. Có đội hình nhẹ. Đây bây giờ xây trước luôn. Ê rồi xây con này bảy xây trước con này luôn. Xây trước luôn. Này nó hơi khó chỗ là cái mấy con này khiêng nó hơi nhiều nha các bạn. Khiêng nó hơi nhiều đó, cũng hơi cực với cái đám này đó. Xây thêm để đép đi, tại vì bùm thấy là nếu mà cái map cuối cùng đó chúng ta có thể đép được thì cái map này chúng ta cũng có thể kỳ vọng chúng ta đép được, đúng không? Mắc gì không? Đúng chưa? Rồi lại tiếp tục xây thêm cái con Ren ý thợ cỡ này lên. Đơn con nhà bà giác. Đơn giản. Rồi sao nữa? Đép được rồi đó các bạn. Đép ổn định rồi đó. Úp con này lên cho bầm. Hồi nãy quên để ý là cái tốc độ đi một cái lần challenge này là bao nhiêu phút. À bây giờ chúng ta mới nhìn kỹ lại xem nó đi bao nhiêu phút. Bây giờ không có đủ đây đúng không? Xây nữa cho bầm. Và bây giờ là khi mà các bạn xây nhiều giống mình, nó đầu lâu biết đâu không có để người ta phàm tiền. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khi chúng ta giải quyết được những cái con quái này chúng ta vẫn có tiền, thì cái việc xây nó không phải là nó làm cho các bạn giảm tiền đâu. Đôi lúc nếu các bạn biết xây cái thời điểm nào thì nó lại đẻ thêm tiền cho mọi người. Mọi người thấy không? Mọi người có nhìn thấy cái tiền ở dưới này chúng ta tăng lên không? Thấy chưa mọi người? Thì đây quay này là 3764 đúng không các bạn? Đó các bạn nhìn đi, nhìn gió giang giúp bơm không? Đó 4.000 mấy rồi nè. 4.000 mấy đó thì nó đánh chừng một vài con nữa hay chúng ta vẫn up được con này lên level. Có khác biệt gì không? Không, đâu khác biệt gì đâu. Ở quầy 7 lần trước chúng ta farm nhanh, chúng ta vẫn tới quầy 7 chúng ta up được cái con Pinrosta này lên level 4. Thì lần này chúng ta vẫn vậy, nó có khác biệt gì đâu, đúng không? Đúng chưa? Với lại là hồi nãy là đam là dư dé dè dè nhầm nhò vậy ba đồ yêu. Ê bánh đi mấy anh trai giải cho mặt nó. Ê xui ha mọi người, phải chi mà nó quánh được up con này lên coi như là update thứ 5 mà ngay cái quay 7 hồi nãy nó còn phê nữa. Này thì hơi khó rồi mọi người, nhưng mà bùm vẫn muốn gọi là để lại một cái số tiền để chúng ta nhìn một xíu nha. Để anh chi đây, bùm mở lên cái này nè mọi người, skill VFX lên. Để anh chi để có gì xài chích lõ chỗ dễ mọi người ơi. Cái boss đó chúng ta xài chích lõ gì đâu. Cũng nhầm nhòi vậy, tại sao phải gọi là đép tầm thường xong khi đó chúng ta không dùng chích lõ để đép tốt hơn?
Rồi, ok, còn một cái khía cạnh nữa nó giúp cho các bạn gọi là tối ưu đam được những cái con unit các bạn hơn, đó chính là khi mà các bạn không đủ tiền để mà up tất cả các con lên level 10 á, thì mình khuyến nghị rằng các bạn up nó lên cái update 6 thôi. À, up càng nhiều con lên update 6 càng tốt. Đây, mình sẽ up tiếp một cái con lên update 6 nha. À, vừa up vừa gọi là sử dụng chích ló, vừa quánh cái là up nè, rồi giờ tài quánh nè, up nữa nè. Đó, tới tầm này thôi. Chứ chúng ta sẽ không up nó lên Queen Gush Relay, tại vì cái Queen Gush Relay đó nó sẽ chuyển qua quánh đường thẳng, mà quánh đường thẳng như vậy nó khá là tệ đó mọi người. Ờ, nó khá là tệ. Với lại từ 1 nè, các bạn nhìn là lên 2 là 950 nha, lên 3 là 1200 nha, lên 4500 nè, lên 5 2200, lên 6 3000, quá rẻ, rẻ như tròn. Ôi, nhìn đi, nhìn nó đẹp đi các bạn. Trời ơi, Ren ý thờ cờ đai, nó không phải là unit quốc dân thì con nào mới là unit quốc dân nữa hả mọi người? Quốc dân cho free to play nha, còn pay to win thì cứ gộ nè, rồi hả Shadow Dragon nè, rồi hai con đó mình nghĩ là nó sẽ ok nhất, tại vì là cái số tiền mà xây với up nó ổn á mọi người. Còn nếu mà các bạn đem cái con rồng vô trong này á thì nó cũng hơi khó, tại vì con rồng lúc xây xuống cái số tiền nó khá là nhiều đó, và để mà đi 15 quay á, đem con rồng nó là vừa dư vừa thiếu, có thể đam nó dư nhưng thiếu cái nó đép không được lúc đầu, mà các bạn gọi là hả các bạn farm không có chuẩn, các bạn không có đủ farm á thì cũng như không. Ok chưa, ổn định chưa? À, xong cái challenge này bùm còn nhận ra mình có một cái sai lầm nhỏ. Đố các bạn biết sai lầm nó là cái gì? À, có nghĩa là rõ ràng một điều là cái con Legend Captain này không có xài tới, đúng không mọi người? Chủ yếu xài cái con Ren Ether Knight này thôi, cho nên là sau khi cái ván này bùm kết thúc đấy, bùm sẽ chuyển trở lại cái thế giới 1, và lúc này chúng ta sẽ thay cái con Legend Captain này bằng cái con Bloomer để mà farm tiền tối ưu cái việc xây và up cái con Ren Ether Knight này lên luôn. Ok chưa? Ổn định chưa? Ok, ổn định thôi. Thôi thì giờ chúng ta đợi tới quay 15 xem thời gian bao lâu nha. Ok mọi người, boss ra rồi ha. Ở đây nó sẽ có 6 tấm khiên, và cái lượng máu cộng với lượng giáp của nó nằm đâu đó là 350 đó mọi người. Nói chung là nó là một cái con số không hề nhỏ, hoặc thậm chí phải nói là lớn đó mọi người. Coi ra cũng không dễ đép đâu nha các bạn. Đặc biệt là những cái con ở phía sau nó còn đi lên, mà cái con này hên á, hên một điều là nó không thả lính nha. Nó thả lính rất là mệt. Bùm nhớ đâu đó là cái hình như cái con boss bên story 1 nó thả lính, mà cái con lính nó thả ra là 100 mấy chục ngàn máu, cái đó nó mới gọi là khó giải quyết. Nhưng mà thôi, à đẻ ra à có 44 ngàn, à 44 ngàn thì được. Đây mình coi cái tầm đánh. Rồi ok các bạn, nhìn cái tầm đánh là chúng ta gọi là hiểu được là giải quyết được vừa được thôi, chứ nó cũng không dư không thiếu nha. Mà cái con Ren Ether Knight này nếu mà có kể cả có cái charge requirement đó thì nó cũng như không rồi các bạn. Tại vì trong này chúng ta đang là cái gì, chúng ta đang là loại bỏ tất cả những cái charge của cái con này nhưng vẫn đáp được. Ổn chưa, ngon chưa? Quá ổn, quá ngon. Rồi, thay đổi đội hình xíu đi, bà Bloomer thay cho Legend cấp thành đi, qua bên kia đi challenge cho nó dễ chứ không có gì trên á. Và thậm chí bùm nói với mọi người về cái con Ren Ether Knight thông qua cái challenge hồi nãy đó, cái challenge mà bỏ hết những cái chat, bỏ hết những cái spirit đấy mà chúng ta vẫn có thể hoàn thành được cái challenge đó, thì bùm hoàn toàn có thể khẳng định với mọi người, thậm chí là cái con Ren Ether Knight này của mình không có chat red khoai vẫn có thể hoàn toàn đi challenge một cách tuyệt đối đơn giản. Đây, chúng ta lại tới một cái challenge boss ha. Xảy ở đây luôn, thể hiện kỹ năng, thể hiện kỹ năng. Ai da, ai da, sao xảy gì bờ bên góc xa đây luôn. Trời ơi, tao đón đầu, tao giả mày ngay từ đầu luôn, giả vô cái mặt. Ê, 12.000 máu. Ê, 12.000. Ê, 12.000 máu. Ê, được, còn được, không được, được. Úp cái này lên, xay thêm con nữa các bạn ơi, xay thêm con nữa. Ê, trời ơi, đem cái con bờ Bloomer vô đã rồi quên luôn đó các bạn. Ai ơi, quên đem vô đội hình chứ giờ mà có con Bloomer đội hình nó farm còn dễ nữa. Ôi lỡ rồi, tới đâu hay tới đó. Rồi hướng dẫn thêm một cái nữa về cái việc các bạn farm tiền đối với cái con Pinrosta này. Nhiều người nói là khi mà chúng ta up nó lên cái level 6 này mà ở quay thứ 8 như vậy á, nó cũng không đảm bảo lượng tiền. Hoặc là cái quay thứ 9 mà các bạn up nó lên 7 giống như bầm vậy nè, up cái đoạn 10.000 này nó không đủ tiền, thì bầm xin chia sẻ lại nha. Không phải đâu, không đúng đâu. Tại vì nó tùy vào cái việc là các bạn đang sử dụng cái pon pin rosta gì và các bạn đang chơi challenge gì. Ví dụ như các bạn đang chơi những cái challenge mà nó không dính dáng tới cái việc bỏ đi cái track của nó và bỏ đi cái spirit của nó thì câu đó là câu chính xác. Nhưng nếu mà các bạn đang đi một cái thể loại challenge mà trong đó nó để cho các bạn có luôn cái track của con này là cái track Midas, đúng không, và cái spirit của nó là cái spirit Rondon, thì thậm chí là khi các bạn up cái con pin rosta này lên
cái max upgrade của nó ở quầy thứ 10 thì vẫn đảm bảo là các bạn sẽ farm được nhiều tiền nha mọi người. Đó là một cái lưu ý rất quan trọng dành cho các bạn, bởi vì nếu mà free to play các bạn không có một cái đội hình mạnh thì bắt buộc là các bạn phải đổi lại là có được những cái con unit dởm nhưng có cái upgrade đó đó. Cho nên free to play hãy quan tâm tới chuyện farm tiền này giúp Bùm. Rồi vậy thì cái lời khuyên của Bùm là gì? Nếu bạn có một cái con Pinrostar đã có Jack Midas cộng với cái Spirit Golden thì hãy cứ farm đi. Hãy cứ farm cho nó lên tới cái max luôn, không có sợ hãi gì cả. Nhưng nếu mà các bạn gọi là không có thì chỉ vui lòng là up nó cho tới cái upgrade 5 là dừng lại và không up nó sau quay thứ 9 nha các bạn. Có nghĩa là quay 9 các bạn up nó lên được bao nhiêu đó là ngừng lại được rồi. Còn quay 10 các bạn đừng có up lên 5, 6, 7, 8 gì hết, bởi vì các bạn sẽ bị lỗ. Kinh nghiệm hết. Cái gì qua cái trường phái kinh nghiệm hết nha. Con quỷ này nó giáp nó 15 khiên luôn các bạn. Ôi 500 mấy chục ngày máu. Có tạch trong ta. Ê mày tao tao dạ. Ê con bên này quánh qua được không ta? Ê còn quánh được nha, bạn. Con quánh được, còn ổn. Hỏi chờ dù kỹ năng. Nè. Lên ranh bộ. Đúng ra thôi. Cái gì đâu. Rồi ok, giờ tới bài test cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ đi thử Infinite. Trong đó chúng ta sẽ đi cái Infinite cuối cùng luôn, Infinite khó nhất trong cái thế giới hài này luôn, để xem rằng đội hình có cái con Grand Ether Knight này nó có thể giúp cho chúng ta đi được đến Wave 31 hay không. Bởi vì chỉ cần tới đó là được rồi mọi người. Chỉ cần đi đến được Wave 31, điều đó chứng tỏ là chúng ta hoàn toàn có thể farm được cái token của cái thế giới này rồi. Farm được thì Serif là cái câu chuyện thời gian thôi. Xây ra ngoài này luôn các bạn, xây ra ngoài này luôn, thể hiện trình độ của mình nha. Rồi xây hết nha, farm tiền bây giờ là không có là cái nghĩa địa gì hết mọi người. Bởi vì farm dễ, ba đồ yêu này nhầm nho gì. Ok các bạn, chúng ta đang ở quầy 29 và hiện tại đội hình này vẫn có thể đếm một cách vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Và thiết nghĩ rằng cũng không cần phải treo chi cho tới quầy 45 cả các bạn. Y Infinite mà chúng ta đi được tới quầy 31 là chúng ta biết được là ok, cập nhật này là tôi có thể là chơi bấy xấy, chơi bỉ bả rồi bắt đầu tôi dùng những cái thứ ở bên này để mà tôi gọi là có thể là đi gacha nữa, đúng chưa rồi cái gì cũng được, cái gì siêu cũng được. Quên nữa mọi người, các bạn chọn siêu enemy này giúp cho Bùm nha. Rồi sau đó Bùm nói các bạn thêm này nữa nè, các bạn sẽ cho cái con đam chính của mình, giống như hiện tại là Bùm đang chơi cái con Grand Ether Knight này đúng không, hiện tại các bạn sẽ thấy nó với, nhưng cho nó cái Spirit Arakan giúp Bùm ha. Và khi mà các bạn đi Infinite đấy, nếu trong trường hợp bạn đi muốn đi xa nha, còn các bạn muốn đi 31 thì cái chat nào cũng được rồi, cái nào nó cũng qua được, thì chỉ cần cái Arakan, có nghĩa là nó cái mà Spirit bỏ qua khiên này nè mọi người. Chỉ cần cái đó rồi cứ ra cái khiên là các bạn lụm. Cái này cho luôn Spirit Orc nha mọi người, nó thấy không, Solar Token 60 luôn đấy. Thôi bây giờ Bùm sẽ tiến hành bán hết các con unit của mình luôn, để xem là trong khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta đã có được khoảng 60 cái token như vậy ha. Ở cái X2 này nó đã nhanh như vậy rồi, không biết X3 nó nhanh cỡ nào nữa các bạn. Các bạn ơi, gọi là người chơi free to play ơi, hãy nghe Bùm nói vậy nè, ráng cố gắng một vài ngày đầu hoặc là tuần đầu gì đó là farm, gọi là farm nhẹ, farm bình tĩnh, farm cái này đi, rồi sau đó đó nếu mà có dư những cái Rironess đó, cái Jack Crystal đó, thì chuyển qua mua giúp Bùm cái game pass X3 tốc độ đi. Trời ơi, nãy giờ Bùm quay và Bùm không tưởng tượng là nó qua tới quay ba mấy một cách nhanh chóng đơn giản như vậy luôn đó, mà X3 không biết nó còn nhanh cỡ nào nữa. Quay đi X2 các bạn có thấy gọi là khó thao tác đâu, có nó dễ thao tác cực kỳ luôn chứ không phải là chuyện gì nó khó nữa. Còn nếu bạn không thể farm ra được những cái Rironess hoặc là cái gem thì kia rồi đúng không, xuống game bình luận rẻ như cho luôn. Thật ra bạn chỉ cần đép tới đầm đâu đó quay 26-27 là được rồi, tại vì vô nhà giờ nó thành quay 34 luôn nè mọi người, thấy không. Tầm 26-27 các bạn bán unit đi là coi như là chắc chắn qua 31. Ủa gì mấy cha, rồi luôn các bạn, game lỗi rồi mọi người. Mới update nó hơi lỗi xíu ha các bạn. Thôi nhưng mà dù gì các bạn cũng biết là đội hình này nó có thể đi ha, hay là cái máy tính của Bùm lỗi Bùm cũng không biết nữa. Tù lô thiệt chứ, phải ly game gì luôn nè. Tào lao thiệt. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ nãy Bùm nói cho các bạn đó, Spirit trước, cho cái con Grand Ether Knight này là hiện tại nó đang là Spirit Storm. Spirit kệ luôn, không có cần Storm. Tuy là Spirit đó nó xịn đó, nó ok đó, nó giảm tốc độ đánh gà ra tích hồng. Không, Arakan mà Arakan rất dễ ra các bạn thấy không, 16% Arakan cho tao. Trời ơi, ICB kịch làm cái gì.
nó xì bên cạnh. Trời ơi, bấm cái nó này nè các bạn. Nó bỏ qua cái khiên như vậy là đẹp dè 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 luôn. Rồi sẵn đây Bùm sẽ coi như là đổi đi. À cần vợp đi à, hiện tại có 80.000 xem. À, đổi đâu đó nhiều đi ta. Đổi cỡ đâu đó khoảng đổi hết luôn đi mà. Đổi hết luôn thì bây giờ chúng ta chơi là gì? Tất tay cho cập nhật lần này. Ê mà ông admin này ông cũng lạ. Tại sao cho một lần cộng có 10 token như vậy? Thiệt mệt lắm luôn mọi người. Mà cho đổi tối đa một ngày là 20.000 cái token nha. Ờ cái này cũng hơi dở nha các bạn. Có thể là cho cộng ngự là 100 token một lần đó, nó sẽ đỡ hơn đúng không các bạn? Ừ gan chi gì nó tự nhiên nó tạo ra cái thao tác cho mọi người chơi đó. Rồi ok. Chết. Dư rồi, bị dư rồi các bạn. Chúng ta chỉ có 80.000 thôi ha. À 80.000 sẽ đổi được liền 4.000 cái solar token. Mà xem bây giờ trên dưới game bình luận nó rẻ như cho. Nói rồi đúng không, rẻ như cho luôn rồi. Ok, giờ chúng ta đến tới cái phần gacha. Thì đầu tiên bướng nhẹ lucky đâu bạn. Mini lucky ơi. Làm nhẹ hai bình mà bây giờ có luôn cái party rồi. Tại sao không bú hả? Guy, quay đi anh. Khoan mọi người ơi, bạn mà Bùm nói là nhận được cái giveaway đó, bạn ấy ở đây rồi. À, bạn ấy có nhắn cho Bùm nè. Legend Captain. Đấy, đòi Bùm chơi nha. Trả nợ đàng hoàng, giveaway đàng hoàng á, không làm bậy bạ nha. Guy, ok. Xong nha. Xong chưa? Xong rồi đó. Trở về bên kia chúng ta tiếp tục công chuyện của mình. Ồ, sẵn ở đây cái có bạn này có một cái offer cái X3 này à. Không biết là với 1.500 cái Charistol này bạn ấy chịu không. Nói chung là chơi cái khoảng thời gian đầu này lỗ dữ lắm mọi người. Nhưng mà phải chấp nhận thôi mọi người. Không biết là ông này chịu không. Vodka 12 này nè. Để xem coi. Can you do 1.600 1.550 1.550 là bầm bú luôn đấy. Có sớm càng sớm càng tốt các bạn ơi. Yeah. Lắm mời các bạn ơi. Ai dài ơi, cái game bát X3 này nó bú nó thơm dữ trời lắm các bạn. Sẵn giveaway có luôn à. Thank you. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Trời, đâu rồi. Bú luôn. Trời ơi, có game bát X3 rồi các bạn ơi. Kiểu này gọi là treo farm dè 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 luôn. Đối với những người free to play biết rằng là như vậy nó là lỗ nha mọi người. Các bạn có thể đợi thêm nữa, có nghĩa là đợi thêm nữa thì nó sẽ có thể là nó giảm xuống còn đâu đó 1.200 hoặc là 1.100 gì đó thôi. Nhưng mà chúng ta sớm được thì chúng ta lại đảm bảo được một điều là chúng ta phải farm nhanh hơn, đúng chưa? Mà Bùm đang cần farm nhanh để ra video. Hy vọng là trong cái lượt quay khoảng 4.000 mấy này thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào có được cái con series một cách chắc chắn, nhưng cái số lượng này lại đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta có được một con mythic. Đây thì một cái trải nghiệm trong một cái con game, trải nghiệm trong một cái video bao nhiêu đấy, đối với cá nhân Bùm nó là vừa đủ để các bạn theo dõi và cũng vừa đủ nữa. Bùm cảm giác là thấy thoải mái. Hôm nay có được gì rồi các bạn, đi hết challenge có được cái X3 luôn rồi, phê loài mắt luôn. Này mà phải mà kéo được ba kia nữa đó. Trời ơi, tại vì cái X3 này là đi chung với nhau được nha mọi người. Một người làm hot gì đó, X3 lên là những cái còn lại là được hết nha. Phê không các bạn? Phê chỏng phê. Chưa đủ party ra luôn mi tịch các bạn ơi. Sai đi cho tao. Không. Có thôi. Có là được rồi. Mày đặt đồ hỏi Shiny. A few moments later. Ê, lại một lần nữa ra mi thịt trước khi mà nó có cái party luôn à. Shiny. Ra thôi. Ê, hồi nãy giờ quay mới để ý một cái các bạn. Trời ơi, cái camera nó hư rồi. Nguyên một cái đoạn phú tịch nãy giờ không thấy cái mặt mình đâu luôn. Trời ơi. Ok, có đỡ hơn không? Mà bây giờ để coi Bùm coi lại cái còn đâu đó 1.300 cái party nó được khoảng 1/10 rồi đó mọi người. Party vì xe gích đó nha. Được khoảng 1/10 rồi. Để coi ra đường không ra được luôn. Ngã di đô này là đại thắng luôn. Ý, nó vừa nói đại thắng ra luôn một con mi tịch nữa. Ê, không lẽ ba con không có chơi? Trời ơi, được cái dòng rank A cộng nha. À, cái con này gì á, chắc là mấy cái con giống như vậy đó mọi người, là Bùm sẽ để lại để mà quay xích với đai nó sẽ đỡ tốn hơn. À quên nữa mọi người, hình như là chúng ta vẫn còn một số những cái crystal á mọi người, thì chắc là để xong cái này đó Bùm sẽ kiếm một cái crystal nào đó nó ok cho cái con mythic mới của mình luôn. Bởi vì là cái hôm nay đó chúng ta đang có X2 may mắn của việc roll crystal, mà hôm nay Bùm thấy nó cũng khá là may.
cho nên là quay hết đi rồi nhảy qua kia kiếm thử rồi nên sao ha. One hours later. Lượt cuối cùng rồi các bạn. Coi nè, một cái lít này một cái các bạn ra nè, chuẩn bị hết nè. Tay chân đồ nghĩa kia chuẩn bị chén dĩa rồi kìa, bắt đầu vỗ tay gà xe gạch nè. Gà cứt luôn. Không có thố làm khó vậy, làm gì khó khăn gì đâu, khó khăn. Bùm dự định là xài chắc cỡ 100 thôi mọi người. Mọi cỡ 100 cái chất crystal này để coi nó có ra cái gì không thôi. Không có yêu cầu nhiều nha. Nó chỉ cần gọi là một ác. Thấy chưa mọi người, thấy may mắn. Rare season 0.1%. Sợ ít 2 chát lắc. Nó còn đòi hỏi gì nữa không mọi người? Thôi thì hôm nay nó cũng là một cái trải nghiệm khá là vui vẻ trong cái cập nhật mới. Và các bạn thấy cái sự tăng tiến về sức mạnh cũng giống như tăng tiến về unit trong một cái đoạn chơi rất là ngắn thôi mà nó được như vậy, thì chứng tỏ rằng trải nghiệm trong cái cập nhật này là nó quá tuyệt vời luôn, chứ nó không phải là tuyệt vời nữa mọi người. Và hy vọng rằng các bạn vẫn còn nhớ cái việc là chúng ta nên làm cái hành động là like, đăng ký kênh và để lại cái comment ở phía dưới tên Roblox của các bạn để có thể nhận giveaway từ video của Bùm. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Còn bây giờ thì bye bye.